Rồi, shop phụ kiện PCP em xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể anh em đam mê và các bác nhé. Chào mừng chào đón các bác và anh em tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube của em. Nay lại có một cái món phụ kiện dành cho dòng truyền thống để giới thiệu đến cho anh em nhé. Ngày hôm nay là một chiếc bộ bình và lắp bịt của thằng truyền thống nha các bác nhé. Bình nhôm T7075 và bộ lắp bịt răng sim dành cho thằng truyền thống. Đó, giá cực kỳ là rẻ, em về được một ít khoảng độ 30 cái bình này em nhập được giá rẻ, em sẽ bán rẻ cho anh em nhé. Đó, thì ở bên em cung cấp tất cả các phụ kiện của PCP từ Kondo đến Epic đến Benjamin và truyền thống đều đủ hết nha các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em qua cái số điện thoại em sẽ để ở góc màn hình nhé. Đấy, số điện thoại của em thì có cả Zalo, các bác nào mà cần em tư vấn qua Zalo thì cứ nhắn tin Zalo cho em nhé. Đó, em sẽ tư vấn cho các bác thật là kỹ. Hình thức giao dịch gửi hàng ấy thì cũng như các linh kiện khác thôi. Những cái món linh kiện như là van bình như thế này này, đó lắp bịt này, thì bên em sẽ ship code đồng kiểm toàn quốc nha các bác nhé. Các bác lưu ý nhé, ship code đồng kiểm toàn quốc. Có nghĩa là các bác mua hàng thì các bác nhìn đúng hàng ở trong video em quảng cáo, các bác đặt hàng của em và em gửi hàng đi cho anh em và các bác. Nhận hàng thì anh em kiểm tra đúng hàng anh em đặt thì anh em nhận, không đúng hàng thì anh em trả về, anh em không mất một đồng nào cả nhé. Đó là ship COD, anh em không phải cọc cạch gì cả. Những cái món linh kiện là 1,5 triệu đến 1,5 triệu đổ lại, cứ 1,5 triệu đổ lại bên em ấy, thì anh em chỉ cần đặt hàng thôi là em sẽ gửi hàng đi cho anh em nhé, không cần cọc. Những cái món linh kiện nó đắt tiền thì mới phải cọc thôi nhé các bác nhé. Nhưng quan trọng là đặt hàng của bên em thì các bác cứ uy tín, đặt là nhận, đúng hàng đúng sản phẩm là nhận giúp em là được. Đấy, uy tín chưa? Số điện thoại của em đây nhá. Thì có cả Zalo, các bác nào cần gửi hình ảnh thêm chi tiết và những cái mẫu sản phẩm muốn mua thì nhắn Zalo cho em. Đó là hình thức giao dịch và cách liên lạc với em. Còn ngày mai thì giới thiệu qua cho các bác về cái bộ bình hơi và lắp bịt của nó thôi. Đây là chiếc bình bình này thì chiều dài của nó là 40 cm các bác nhé. Bình truyền thống 40 cm. Đó. Và phi của nó là phi ngoài là 35 nhá, phi 35. Và gen của nó sẽ là gen 28 các bác nhé. Gen của nó sẽ là gen 28 nhá các bác nhé. Đấy. Thì một cái bình như thế này bên em đang bán là 300.000 bao ship nhá. Nguyên bình như thế này. Đấy. Các bác nào mà có lắp bịt rồi thì không cần lấy lắp bịt mà lấy mỗi bình thôi. Còn các bác nào lấy lắp bịt thì tính thêm 50 cho em là 350. Đó, em sẽ gửi răng sim đầy đủ cho anh em nhá. Đấy. Lấy thêm van nạp thì sẽ tính tiền van nạp nữa nhá. Van lẻ là 90 nhưng mà mua theo bộ em sẽ bán rẻ cho anh em. Đấy. Nếu mà các bác nào mà mua bình, các bác mà muốn chơi ví dụ như là gen của nó rất là chuẩn. Nếu mà các bác nào mà muốn chơi theo kiểu là bình ngắn ấy thì em sẽ cắt và em sẽ tiện cho anh em nhé. Ví dụ bình này đang là 40. Các bác muốn cắt ngắn đi còn 35 này, còn 30 này thì em sẽ cắt cho các bác, em tiện gen cho các bác theo cái gen của cái lắp bịt này nhá các bác nhá. Đấy. Là được nhá. Đó, anh em mua thêm gì ví dụ như là búa đập là truyền thống này, hay là cành truyền thống hay giảm thanh truyền thống, báng truyền thống, đó bên em đều có hết, kể cả còng truyền thống bên em cũng có nhá. Cần gì thì cứ alo trực tiếp cho em qua cái số điện thoại em sẽ để ở góc màn hình. Còn ngày hôm nay đây răng sim của anh nhá các bác nhá, đầy đủ răng sim cho anh em luôn. Còn ngày hôm nay em báo giá chi tiết nhá, 300.000 là bình, 300.000 bao ship, còn mua lẻ cái lắp bịt này thêm nữa là 50. Đó, theo bộ nhá. Còn mua lẻ 50 thì trừ cước đi là nó hơi lỗ nhá. Đấy. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Đây đang quay video để có khách gọi đặt hàng này. Bên em thì hàng về hàng đi liên tục. Nếu mà các bác mua nguyên cây súng thì vào kênh Duy Long PCP của em nhé. Còn kênh này là em chuyên phụ kiện lẻ anh em nhé. Rồi, xin chào anh em.